Soulmate, những linh hồn tri kỷ. Tình yêu gắn bó không rời là cách mà người ta tưởng tượng về mối quan hệ soulmate. Nhưng soulmate không chỉ giới hạn trong mối quan hệ tình yêu đôi lứa. Soulmate có thể ám chỉ một mối quan hệ đặc biệt và sâu sắc giữa hai người mà không nhất thiết phải là tình yêu lãng mạn. Vậy, cùng mình tìm hiểu về soulmate trong video này nhé. Trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn nói rằng đây là những cái kiến thức được tổng hợp bởi mình và những cái bạn trong team của mình. Và nếu như mà có cái điều gì cậu muốn góp ý, muốn chia sẻ và muốn nói với mọi người thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới giúp mình nhé. Bây giờ hãy cùng đi nào. Phần 1. Soulmate là gì? Soulmate dùng để miêu tả một người mà ta cảm thấy có một kết nối tinh thần sâu sắc như là một người bạn, đối tác hoặc người bạn đời lý tưởng. Soulmate được cho là người phù hợp nhất, người mà ta cảm thấy hòa hợp, hiểu biết và chia sẻ mục tiêu, giá trị, sở thích và ý nghĩa cuộc sống chung. Khái niệm soulmate thường liên kết với ý tưởng rằng có một người duy nhất trên thế giới này phù hợp nhất với mình. Người mà ta được định mệnh để gặp gỡ và kết nối. Soulmate có thể đồng nghĩa với một người bạn đời lý tưởng, người mà ta có thể chia sẻ cuộc sống và tình yêu với nhau. 2. Các dạng soulmate phổ biến. Như mình đã nói ở trên thì soulmate có thể là người bạn đời nhưng cũng có thể là những cái mối quan hệ khác. Và đây là một vài các cái dạng soulmate phổ biến mà chúng ta sẽ gặp. Thứ nhất, đấy là soulmate trong tình yêu. Đây là hình dạng phổ biến nhất của soulmate. Nó ám chỉ một người bạn đời, người bạn tình hoặc đối tác lý tưởng và hoàn hảo cho một người. Soulmate, tình yêu mang đến sự kết nối tình cảm sâu sắc, sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau. Khi mà ở bên cạnh cái người này thì cậu sẽ cảm thấy một cái sự bình yên rất là lớn. Cảm thấy không cần phải đấu tranh, không cần phải cãi vã gì cả. Và chỉ có một sự bình yên và một sự hòa hợp trong tất cả các khía cạnh về tình yêu. 2. Soulmate tình bạn. Đôi khi soulmate không phải là một người bạn đời mà có thể xuất hiện dưới hình dạng một người bạn thân. Soulmate tình bạn là người bạn cảm thấy rất là gần gũi, có thể chia sẻ mọi thứ với họ và cảm thấy họ thấu hiểu bạn hoàn toàn. Có thể là bạn không cần phải nói ra nhưng mà người cũng có thể hiểu được những gì mà bạn đang trải qua và có thể đồng điệu trong cái suy nghĩ, trong cái tư duy và trong cái cuộc sống của cậu và người ấy. Họ là người mà bạn có thể dựa vào và hỗ trợ nhau trong mọi tình huống. 3. Soulmate về mặt tinh thần. Soulmate tinh thần là người bạn có một kết nối tinh thần sâu sắc với bạn. Họ có thể là người hướng dẫn tinh thần, người có khả năng đọc hiểu ý nghĩ và cảm xúc của bạn và giúp bạn trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Soulmate về tinh thần ý, thì có thể họ sẽ chỉ xuất hiện trong một giai đoạn thôi. Ví dụ như kiểu là có một cái giai đoạn cũng rất là tiêu cực, xong rồi xuất hiện một cái người và cái người đấy với cậu chia sẻ nhau rất là nhiều điều, nhưng mà xong rồi thì hết cái giai đoạn đấy thì cậu và người đấy sẽ không có cái sự hỗ trợ với nhau nữa. Soulmate gia đình thì đây là một cái khái niệm mà có thể sẽ khá là mới mẻ với các cậu. Nhưng mà soulmate thì không nhất thiết chỉ là cái người bên ngoài mà có thể là một cái người trong gia đình của mình. Đôi khi soulmate có thể là thành viên trong gia đình, chẳng hạn như là anh chị em, cha mẹ hoặc là con cái của chúng ta. Soulmate gia đình là những người bạn mà có một cái kết nối sâu sắc, tình cảm mạnh mẽ và bạn cảm thấy gắn bó một cách đặc biệt với họ. Nó có thể là những cái người rất là bất ngờ, như kiểu là một người chị em họ đấy mà bạn cảm thấy thân và cảm thấy như kiểu là họ có thể là một cái người bạn gắn bó sâu sắc với mình chẳng hạn. 5. Soulmate đồng nghiệp. Đôi khi thì soulmate cũng có thể xuất hiện trong môi trường công việc. Soulmate đồng nghiệp là người bạn cùng nghề, người cùng mục tiêu và giá trị. Bạn cảm thấy có một kết nối đặc biệt và hỗ trợ tại nơi làm việc. Thì những soulmate liên quan đến công việc ấy, họ sẽ hỗ trợ bạn khá là nhiều trong quá trình mà làm việc và gặt hái cái mục tiêu mình mong muốn trên cái hành trình công việc của mình. Thì những dạng soulmate trên chỉ là một số ví dụ và mỗi người có thể trải nghiệm và nhìn nhận soulmate theo cách riêng của mình. Quan trọng nhất là soulmate mang ý nghĩa về một mối quan hệ đặc biệt và có một sự kết nối tinh thần sâu sắc. Tức là kể cả động vật cũng có thể là soulmate của chúng ta nhé. Nếu như bạn cảm thấy có một cái sự kết nối sâu sắc với một con động vật bạn nuôi chẳng hạn thì nó cũng có thể là một cái người bạn. 3. Sự hiểu biết soulmate. Nhận ra một soulmate có thể là một trải nghiệm cá nhân và khá là khó khăn để định rõ. Các bạn không thể nào đưa ra cái gạch đầu dòng rồi tích vào được. Mà cái quan trọng nhất đấy là cái trải nghiệm về cảm xúc, nên là phải dùng trái tim, cảm giác và trực giác của mình để cảm nhận được rằng là người này có phải soulmate của mình không. Tuy nhiên thì đấy là một số dấu hiệu phổ biến mà một người có thể nhận ra được cái soulmate của mình. Thì dấu hiệu đầu tiên đấy là một cái sự kết nối hòa hợp. Điều này xảy ra thường là ngay ở lần đầu tiên gặp mặt. Bạn và người ấy vừa gặp đã cảm thấy rất là thân thuộc. Bạn cảm thấy có một kết nối sâu sắc và hòa hợp tinh thần với người đó. Bạn có thể cảm nhận được sự hiểu biết, cảm xúc chung và sự đồng điệu trong suy nghĩ, giá trị và tư duy về cái người này. 2. Sự hiểu biết tâm linh. Bạn và soulmate có thể có sự hiểu biết tâm linh, một khả năng đọc hiểu và cảm nhận những gì đối phương đang trải qua. Đồng thời cũng có thể là thấu hiểu những cái trải nghiệm mà người kia đã từng trải qua nhỉ. Có thể có những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên trong cái suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm. Có những lúc cậu sẽ cảm thấy như kiểu lại họ là cái người mà đã sống cái cuộc sống của mình vậy. 3. Là cảm giác của sự hoàn chỉnh. Khi ở bên soulmate, bạn cảm thấy mình hoàn hảo, hoàn chỉnh và đủ đầy, không cảm thấy bị thiếu. Họ bổ sung và đáp ứng những khía cạnh thiếu sót của bạn và giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
trợ và đồng cảm. Soulmate là người bạn có thể dựa vào và hỗ trợ trong mọi tình huống. Họ hiểu, họ đồng cảm và họ sẵn sàng trong những khoảnh khắc vui buồn hoặc những cái chướng ngại vật trong cuộc sống của mình. 5. Khả năng mở lòng và chia sẻ. Bạn và soulmate có thể chia sẻ mọi điều một cách tự nhiên và không gượng ép. Bạn cảm thấy thoải mái để trò chuyện về những suy nghĩ sâu sắc, mơ ước và những khía cạnh cá nhân của cuộc sống của mình. Đối với người này, bạn không cần phải mang thêm một cái lớp mặt nạ mà bạn cảm thấy bạn có thể chia sẻ với họ một điều. Nếu như đến cái đoạn này mà tự nhiên cậu đang nghĩ đến cái người bạn thân soulmate của mình ấy, thì mình mong là cậu hãy gửi video này cho bạn ấy để nói bạn ấy rằng là người đấy mày chính là soulmate của ta và hy vọng là sẽ đồng hành lâu dài với người đó. Và cuối cùng thì là sự hấp dẫn và tình yêu lãng mạn. Mặc dù soulmate không nhất thiết phải là người bạn đời, nhưng một dấu hiệu phổ biến là sự hấp dẫn và tình yêu lãng mạn. Thì cái dấu hiệu này ấy, nó chỉ phù hợp với soulmate tình yêu thôi nha. Bạn có thể cảm nhận một cái mức độ hấp dẫn vượt trội và một tình yêu đặc biệt với soulmate của mình. Tuy nhiên cũng hãy nhớ rằng không phải ai cũng có soulmate trong cuộc đời này. Và định nghĩa về soulmate của mỗi người cũng có thể là khác nhau. Quan trọng nhất là hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa, tạo dựng các mối quan hệ tốt và đáng giá với những người xung quanh của mình, bất kể liệu người có phải là soulmate của mình hay không. Và mình hy vọng là thông qua video này thì cậu đã có một cái nhìn rõ hơn về cái khái niệm linh hồn tri kỷ này. Và mình hy vọng là cậu đã tìm được cái người soulmate của mình. Và nếu như mà không có cái người đấy ấy, thì cũng không sao cả, vì chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trên cái cuộc hành trình phát triển bản thân, phát triển chính mình trong cái cuộc sống này. Nếu như có một cái chủ đề gì cậu muốn lắng nghe trong những video tiếp theo thì xin hãy để bình luận ở phía bên dưới giúp mình. Và cảm ơn Nguyễn Anh ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau nhé. Bye bye!